chào mọi người, em tên là Duyên Hiền và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em đến Handshake Event lần thứ hai này là vì để cảm ơn một người là OC của em, Hikari ạ. Lý do vì sao em đến đây để cảm ơn Hikari là vì em có một khoảng thời gian hơi khó khăn là lúc em làm đồ án tốt nghiệp của em từng là sinh viên của trường đại học kiến trúc, là một ngôi trường mà em cảm thấy là em muốn từ bỏ và em không thể hoàn thành được cái đồ án tốt nghiệp của mình, và em nghĩ là em sẽ không thể tốt nghiệp được. Nhưng mà nhờ vào OC của em là Hikari, em ấy đã cho em một cái nguồn động lực là dù em ấy có hát không tốt, dù em ấy có thể là nhảy không phải là giỏi nhất trong nhóm, nhưng mà em ấy vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ, và chưa bao giờ em nhìn thấy trong cánh mắt của em ấy là sự từ bỏ. Em ấy từ giọng hát là con số 0, nhưng mà tới ngày hôm nay không phải là con số 10, nhưng mà em ấy đã nhích lên được số 2 và số 3. Anata no koto bakari kangaete shima you know. Và mình nghĩ là trong tương lai em ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa, và cái đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ, và nó cũng là một cái nguồn động lực, cho nên là em cũng phải trở thành một con người mạnh mẽ giống như em ấy. Và cuối cùng thì em đang đứng đây và em đang trở thành một kiến trúc sư.